Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì đã lâu rồi thì mình không ra video chia sẻ các cái kèo Arup trên kênh của mình. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi thì mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn những cái kèo ngon, những cái kèo Arup, những cái kèo khai thác các cái đồng coin miễn phí. Ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái sự kiện mà có sự hậu thuẫn cực kỳ là lớn và đầu tư cực kỳ là lớn từ sàn Binance, đó là cái dự án Nightfall. Thì ở cái dự án này thì chúng ta sẽ là nhận miễn phí một cái NFT hình người như thế này và có trị giá trong tương lai có thể sẽ là đạt đến 100 BUSD một cái NFT này. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết và chia sẻ thêm thông tin cho các bạn để cho các bạn có thể là nắm rõ hơn về cái dự án này nhé. Thì đây là một cái trang Twitter của dự án là Lifeform thì cũng đã là có tích xanh cũng như là cái số người mà theo dõi cái trang Twitter của họ cực kỳ là khủng nha các bạn, 109.510 người đang theo dõi dự án của họ. Và đây là cái dự án mà nó là một trong những cái đối tác cực kỳ là lớn đối với sàn Binance. Thì cái dự án này thì nó cũng là được đầu tư bởi sàn Binance nha các bạn. Đây, mình sẽ là kích vào đây mình sẽ xem một cái bài tít nhé. Sự kiện là Free Mint 1 tháng, mỗi địa chỉ có thể mint free một hình đại diện, tức là một NFT một lần và giá gốc là 100 BUSD. Chiến dịch giới thiệu mỗi tháng sẽ là nhận 500 điểm Nightform cho cả người mời và người được mời, tức là khi mà bạn tham gia cái sự kiện này và các bạn là sẽ nhận được 100 cái điểm này, sau này thì có thể là sẽ là quy đổi sang một cái token và sau đó thì chúng ta sẽ là quy đổi sang cái đồng BUSD. Và các bạn giới thiệu được một người thành công thì các bạn bạn và cái tuyến dưới của bạn đều nhận được 500 điểm này. Đó, đây là cái thông tin mà cực kỳ là một cái kèo cực kỳ là tiềm năng và cực kỳ là ngon ở trong cái thời gian tới cũng như là cái sự kiện này thì đáng để cho các bạn tham gia nhé. Thì để tham gia cái sự kiện này thì bắt buộc ở trong cái ví của bạn là có một ít 0.003 cái đồng BUSD để chúng ta làm cái phí gas nhé. Đây là cái phí gas chứ không phải là cái phí để mua cái NFT này. Phí gas nó khác với lại cái phí mua NFT nhé. Các bạn phải phân biệt giữa hai cái đó. Thì cái này thì làm cái kèo này thì các bạn yêu cầu chúng ta phải trong cái ví của chúng ta phải có cái đồng BUSD. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn tỉ mỉ chi tiết để cách để chúng ta tham gia và chúng ta làm để chúng ta nhận miễn phí một cái NFT trị giá 100 BUSD này nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể là truy cập vào cái cửa hàng Play hoặc cả ở trên cái App Store thì cũng đều có cái app này nha các bạn. Các bạn gõ cho mình cái chữ Nightform. Rồi, các bạn bấm vào đây. Đó, nó sẽ ra cái hình mà có cái hình avatar mà cái hình cô gái ở đây, búp bê đây, các bạn kích vào đây cho mình. Rồi sau đó thì các bạn cài đặt nhé. Các bạn nhấn cài đặt. Ở đây thì rút ngắn thời gian cho các bạn thì mình cũng đã cài đặt rồi. Và sau khi các bạn cài đặt xong thì các bạn nhấn mở cho mình. Rồi các bạn nhấn mở nó lên nhé. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ khoan hãng đăng nhập nhé. Thì các bạn mở cho mình cái ví chốt wallet hoặc là MetaMask. Ví dụ như các bạn mở cái ví MetaMask ra, sau đó thì các bạn nhấn vào cái phần mạng này này. Các bạn chọn cho mình cái BNB Smart Chain và trong cái ví của bạn là phải có cái đồng BNB nhé. Các bạn phải có cái đồng BNB số dư là 0.004, một cái lượng khá là nhỏ để chúng ta làm cái phí gas nhé. Chúng ta làm cái phí gas giao dịch. Rồi, bây giờ thì các bạn quay trở lại cái ứng dụng này, chúng ta sẽ đăng nhập. Các bạn kích vào. Ở đây thì nó sẽ cho chúng ta chọn một trong những cái ví nhé, ví Bitcoin này, ví Trust Wallet này, ví MetaMask. Ở đây thì mình sẽ kết nối với cái ví MetaMask của mình. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta xác minh xác nhận kết nối ví thì các bạn nhấn vào kết nối cho mình. Rồi, ở đây thì các bạn ký cho mình nhé. Các bạn chờ một chút nó sẽ load. Nếu như mà cái mạng của nhà các bạn mà nó chậm thì các bạn có thể là chuyển sang cái tắt cái wifi đi, chúng ta kết nối bằng 3G. Khi các bạn vào thì các bạn sẽ nhận một cái NFT như thế này. Thì các bạn bấm vào đây, các bạn chỉnh sửa cái hình NFT của các bạn theo cái ý của bạn nhé. Hình người này. Đây là cái phần trên là đầu nhé, còn bên dưới là cái thân hình người bên dưới này. Thì cái này thì ở trên là cái phần đầu thì các bạn có thể là đổi cái màu da.
Đó, ở bên này thì các bạn có thể là để cái đầu này tùy thích của các bạn. Rồi tiếp theo đến cái phần màu tóc nhé. Đây màu tóc này, các bạn có thể đổi cái màu tóc cho cái hình NFT của các bạn. Đó. Tiếp theo lông mày này. Mắt này. Đó, tùy ý các bạn, môi này. Mũi. Các bạn có thể để tóc cho nó, để râu cho nó ngầu. Rồi sau khi mà các bạn đã chọn lựa xong thì các bạn chuyển sang cái hình chỉnh cái phần áo nhé. Ở đây là cái phần áo này, kích thước này. Đó, ở đây thì nó chỉ cho chúng ta chỉnh như vậy thôi, người cao, người thấp. Các bạn có thể chỉnh người như thế này. Rồi sau đó thì các bạn chỉnh sửa xong thì các bạn nhấn vào cái phần server cho mình. Đó, các bạn nếu như không được thì các bạn cứ nhấn một hai lần nhé, nó sẽ có cái nót nót như thế này là chức là đang lưu nhé. Rồi sau khi lưu xong thì các bạn kích vào cái phần này, các bạn có thể là chọn là cái giới tính. Đó. Đây, mình sẽ là quay trở ra này. Ở cái phần này thì các bạn chọn cho mình cái giới tính này. Các bạn có thể là chọn nữ này. Đấy. Đó, mà các bạn sẽ chọn một cái bạn nữ như thế này. Sau đó thì các bạn có thể là chọn cái màu tóc này. Cũng tương tự như cái kia. Rồi. Bạn nữ thì sẽ có giày này. Màu mắt này. Rồi, như vậy sau khi các bạn chọn xong thì các bạn nhấn New cho mình. Rồi, như vậy là đã New xong cái NFT rồi nhé. Thì các bạn nhấn vào nút Home để chúng ta quay trở ra. Hiện đến lúc này thì cái bước này thì các bạn kích vào cái phần ví thì các bạn sẽ chưa có cái điểm ở đây đâu. Các bạn phải nhận cái điểm này bằng cái cách đó là chúng ta sẽ các bạn back lại cho mình. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái phần Min NFT. Rồi, ở đây thì các bạn dán cho mình cái địa chỉ. Ở đây là người ta có ghi đó là dán cái địa chỉ ví người của người giới thiệu để nhận 500 điểm. Bạn và cái người giới thiệu bạn đều nhận 500 điểm. Thì cái chỗ này thì các bạn copy cho mình cái địa chỉ ví của mình. Thì mình sẽ để cái địa chỉ ví này ở dưới phần mô tả. Cái địa chỉ ví này cũng là cái mã mời của mình luôn nhé. Thì các bạn dán cái địa chỉ, cái mã mời của mình vào đây. Sau đó thì các bạn nhấn vào Confirm cho mình. Rồi, khi mà nó hiện lên cái chữ Mint Free nhé. Rồi sau đó thì các bạn nhấn Confirm, tức là các bạn đã để chúng ta nhận cái NFT này về cái ví của chúng ta. Ở cái bước này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta kết nối ví và các bạn sẽ chịu mất một khoản phí nho nhỏ từ cái giao dịch này. Ở đây thì mất một cái khoản phí đó là 0.00142 nhé. Một cái lượng BNB cực kỳ là nhỏ. Ở đây thì các bạn nhấn nút xác nhận cho mình. Ok, ở đây nó hiện lên cái chữ Min Su Fully nhé, tức là chúng ta đã nhận cái NFT, cái hình này thành công nhé. Thì các bạn nhấn vào đây. Và ở trên cái ví Bitcap của mình là mình liên kết với cái ví MetaMask của mình nhé, thì mình cũng có cái thông báo đó là mình đã nhận cái NFT thành công đây này. Ở đây là mình đã nhận được một NFT thành công, thì nó đã thông báo cái NFT này đã về ví, trả về ví rồi nhé. Đó, đây, khi các bạn vào cái My NFT, các bạn sẽ thấy là các bạn có một cái NFT ở đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở ra là mình đã xem là mình đã nhận được 500 cái điểm này chưa nhé. Các bạn kích vào đây này. Rồi, ở đây là mình đã được cộng 500 điểm nhé. Và ngoài ra thì để nhận cái điểm này thì các bạn giới thiệu thêm bạn bè sử dụng bằng cái mã mời, tức là cái địa chỉ ví của các bạn sẽ là cứ mời một người thành công, bạn sẽ được cộng thêm 500 điểm. Và 500 điểm này thì sau này có thể là sẽ quy đổi sang cái đồng BUSD hoặc là cái đồng BNB để chúng ta rút về ví nhé. Rồi các bạn back lại cho mình này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là add cái NFT này vào cái ví để thể hiện trong cái ví của chúng ta. Thì cái này hiện tại thì cái NFT ở trên cái ví MetaMask thì mình có add rồi nhưng mà nó không hiện. Nhưng mà cái NFT ở trên cái ví liên kết với lại cái ví Bitcap thì nó có hiện cái avatar này lên. Đây mình mở cái ví Bitcap của mình ra. Thì đây là cái avatar NFT của mình, nó đã là về cái ví.
thể hiện ở trên cái ví Bitcap nhé. Thì các bạn add cái ví Bitcap vào trong cái avatar này vào cái ví Bitcap, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái avatar của các bạn, NFT của các bạn ở trong ví, ở trong cái mục NFT. Đây, các bạn nhấn vào NFT này, nó sẽ có cái hình ở đây. Nhưng mà ở chỉ mới cái ví Bitcap thì mới hiện cái avatar này thôi, còn trên cái ví chất wallet với lại cái ví MetaMask thì nó không hiện đâu. Nói chung thì cái này thì nó cũng không quan trọng lắm. Thì chủ yếu là chúng ta đã min thành công và chúng ta nhận miễn phí 500 cái điểm của cái dự án này là được nhé. Ok, thì ở cái video này thì mình cũng tạm dừng kết thúc tại đây. Khi nào có những cái thông tin bán hay là quy đổi cái điểm này sang các cái đồng coin thì mình sẽ tiếp tục làm cái video cập nhật cho các bạn. Ok, video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.